Sáng nay không khí lạnh đã chính thức tràn vào nước ta, gây ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc như vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Không khí lạnh di chuyển với tốc độ chậm, đến chiều nay mới xuống dần đến Trung Du và sau 16 giờ mới có tác động đến khu vực Đồng Bằng. Ở các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, có mưa vừa, mưa rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm, một phần không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 19 đến 22 độ, vùng núi 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Hà Nội đêm mùng 1 tháng 10 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm dần. Sáng sớm mai trời xe lạnh. Từ đêm mùng 2 đến mùng 4 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ.